À, thưa ông Trương Minh Tam, trước hết là chúc mừng ông là đã ra khỏi nhà tù, nhà tạm giam của Cộng sản. Cái thứ nhất chúng tôi muốn hỏi là lý do gì mà ông bị bắt và ông bị bắt trong trường hợp như thế nào? Trước tiên để trả lời, chuẩn bị và trả lời câu hỏi của anh thì tôi phải có gửi lời cảm ơn của cá nhân tôi cũng như là của Quân đội Việt Nam và tất cả các cái thành viên trong gia đình nhà tôi, cảm ơn về cái sự quan tâm của cộng đồng trong nước và ngoài nước, của tất cả mọi người về cái việc mà nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã bắt tôi từ đêm ngày 28 tháng 4 năm 2016 cho tới 18 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2016 thì mới trả tự do cho tôi. Còn trở lại với câu hỏi anh hỏi thì họ bắt tôi cho đến nay tôi cũng không hiểu được là lý do họ bắt vì sao. Bởi vì là trong suốt những ngày mà đang bắt giữ tôi thì tôi vẫn không được tống đạt bất cứ một cái quyết định phê chuẩn nào về một cái lệnh bắt, do đó đương nhiên nó không có lệnh bắt. Thế còn là trong các cái buổi làm việc thì họ có nói cái lý do mà để chúng tôi cùng hiểu với nhau thì đó là việc tôi có mặt tại Kỳ Lợi, Kỳ Hà để tìm hiểu về cái thảm họa môi sinh ở miền Trung, và việc tôi đã đăng một cái clip và tôi đã thu thập tất cả những cái thông tin mà theo tôi đánh giá là nó trung thực, khách quan, phản ánh cái hiện trạng của Việt Nam hiện nay cũng như là miền Trung nói riêng lên trên mạng, và họ cho rằng là cái điều đó nó gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự xã hội cũng như là bêu xấu danh dự uy tín của lãnh đạo nhà nước. Tôi phản đối nhưng mà họ thì cứ quyết liệt là lấy cái lý do như thế để làm việc với tôi kéo dài từ ngày từ 21 giờ đêm ngày 28 cho tới tận 18 giờ ngày hôm nay. Thì có nghĩa là họ đã thừa nhận rằng cái sự dối trá thì có nghĩa là đồng nghĩa với là cái sự tốt đẹp cho họ, chứ còn sự thật là thành sự dối trá là thành nói xấu họ có vào. Trong tất cả các cái buổi làm việc thì tôi lấy làm một điều rất tiếc thế này ấy. Đó là họ luôn luôn dùng cái ý chí chủ quan của họ để họ suy diễn luật. Tôi cũng là một cử nhân luật nên là tôi cho rằng là cái cách hiểu luật của họ như thế nó rất là sai và nó mang cái tính chất áp đặt. Tôi cũng nói hẳn với họ là đó là sự áp đặt của giai cấp thống trị cũng như là áp đặt của bộ máy công quyền nên cái cách hiểu luật của người dân. Và đặc biệt tôi cũng nói rằng là ở Việt Nam, với nhất là trong trường hợp mà đang xử lý tôi, thì đương nhiên nếu như có đúng luật thì cũng có một cái thứ nó rất là dở hơi, đó là nghị định thì ngồi lên luật, luật thì lại ngồi tiếp lên hiến pháp. Tất cả bởi vì tôi nói rằng là tôi đang thực hiện tất cả những cái điều này chỉ là quyền tự do thông tin ngôn luận, tự do thu thập thông tin và tự do chia sẻ những cái thông tin không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Nó là quyền tự do của mỗi một công dân được hiến định trong hiến pháp năm 2013. Nhưng họ thì họ không căn cứ vào hiến pháp mà họ cứ căn cứ vào nghị định. Nên tôi đã từng nói với họ rằng là có thể vậy thì chúng ta hãy chấp nhận là tôi không tranh luận với các anh về vấn đề này nữa. Các anh có thể giữ cái quan điểm riêng của các anh nhưng yêu cầu các anh cũng giữ quan điểm để cho tôi được giữ cái quan điểm của tôi. Và tôi khẳng định rằng là như vậy cái nghị định mà các anh đang đưa ra áp dụng đối với tôi đó là cụ thể nó là nghị định 72 năm 2013 NDCP thì tôi cho là nó không còn phù hợp với thực tế nữa. Việc các anh ngăn cản tiếp cận thông tin như thế là nó không đúng, không còn phù hợp với thực tế của xã hội nữa, và tôi đề nghị là nghị định này phải sớm bãi bỏ. Và nếu như các anh sử dụng cái luật cái nghị định này để xử phạt tôi thì yêu cầu các anh cần phải có một cái hình thức xem xét cho nó phù hợp nhất, bởi vì tôi cũng đang làm một công việc giống như ông Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người cộng sản, đó là và tôi nói thật là chính những người cộng sản tiền bối của các anh cũng là những người vi phạm luật nếu như nói theo những cách hiểu của các anh, bởi vì chính có sự vi phạm luật như vậy thì mới làm thay đổi được một cái xã hội thực dân phong kiến mà các anh nói rằng là nó hủ bại. Thì ở đây tôi không nói rằng là luật pháp của anh là hủ bại, là trì trệ, nhưng ít nhất là vẫn còn có những cái điểm khiếm khuyết hạn chế, thì chính những cái việc làm này của chúng tôi đang là những cái việc làm nhô lên một chút nhưng để thúc đẩy cho xã hội phải nhìn nhận về những cái điều bất hợp lý của luật pháp để luật pháp phải tiếp tục điều chỉnh. Trong bản tin thời sự buổi tối ngày 1 tháng 5 sau khi những cuộc biểu tình nổ ra hai đầu đất nước thì truyền hình Việt Nam có đưa tin rằng là bắt hai người đi lấy tài liệu để được phát tán nhằm mục đích là kích động người dân. Vậy thì trong cuộc quá trình làm việc thì họ có nói về anh cái chuyện là kích động như thế nào hay không, và họ giải thích cái chữ kích động như thế nào, hay là cứ sự thật thì là kích động? Anh cho tôi biết. Trước tiên thì tôi phải nói ngay rằng là nếu mà họ nói rằng là tôi đi thu thập tài liệu thì điều đó là sai. Tôi chỉ khẳng định ấy, với tư cách mà thành viên của phong trào Con đường Việt Nam thì đó là tôi đi thu thập thông tin. Và cái thông tin của tôi cũng đã chia sẻ rõ với họ và nó đã công khai trên trang mạng rồi, và tôi đã gạch đầu dòng ra trong các cái bản tường trình cùng với họ hoặc là trong các cái buổi làm việc với họ. Thì ý thứ nhất của tôi đó là tìm hiểu cái thảm họa môi sinh
tinh xảy ra tại biển miền Trung nói chung và ở Vũng Áng nói riêng. Ảnh hưởng của cái thảm họa môi sinh này tới đời sống người dân thì như thế nào? Phản ứng của chính quyền Việt Nam trong một tháng qua như vậy, nó là chậm chạp hay nó là nhanh nhẹn kịp thời? Và cá nhân tôi khẳng định luôn rằng là tôi cho rằng là phản ứng đó là hết sức chậm chạp, chưa sát đáng. Và cái mong muốn thứ ba của tôi là thông qua những cái hình ảnh như vậy, người dân thông qua một đang ở một cái thảm họa như vậy, thì người dân miền Trung có mong muốn gì với chúng tôi, với nhà chính quyền nhà nước hoặc là với cộng đồng quốc tế cần phải giúp đỡ hay không? Tất cả những thông tin đó thì như anh biết là tôi đã đưa công khai lên trang mạng rồi, nhưng mà họ thì vẫn nói với tôi rằng là như vậy là kích động, như vậy là xuyên tạc bịa đặt, như vậy là làm cho tình hình trật tự trị an xấu lên. Thì tôi cũng không biết diễn biến bên ngoài như thế nào, nhưng tôi cũng yêu cầu họ là như vậy các anh phải chứng minh về cái hậu quả của những cái điều của anh mà các anh vừa mới quy chụp cho tôi, thì họ không đưa ra được bất cứ một cái hậu quả nào. Vâng. Vậy thì thưa anh, là trong cái vấn đề là người ta đưa lên một cái hệ thống truyền thông để mà bôi bác một con người, người ta đi tìm sự thật, bảo rằng cho như thế là chống đối, như thế là kích động, như thế là làm những cái điều không tốt, và họ đưa lên, họ bảo rằng là nhân tiền của tổ chức nọ, tổ chức kia, rồi bằng này khác, thì anh nghĩ như thế nào về những cái lời kết tội như vậy nếu như anh nghe được? Tôi cho rằng là họ, nếu như họ làm thế thì tôi cũng hiểu là lương tâm họ sẽ bị cắn rứt. Còn bản thân tôi thì tôi nghĩ là tôi hoàn toàn là thanh thản. Tôi vẫn luôn luôn nói khẳng định với họ, và trong tất cả nếu như họ có đủ can đảm thì tất cả những cái biên bản làm việc cho tôi với họ, họ có đủ, họ là không, tôi đề nghị họ đừng cắt xén, hãy đưa lên tất cả công luận để xem là họ đã hỏi những gì và tôi đã đáp những gì, và tôi đã viết thêm ý kiến của tôi trong mỗi biên bản như thế nào. Đấy mới là sự dũng cảm. Và còn với cái cách nhìn nhận của họ này, tôi tin chắc là họ sẽ có những cái cách mà cắt ghép để làm thay đổi cái ý khai của tôi. Còn trở lại với cái câu hỏi chính của anh ấy, thì tôi cho rằng là đã đến lúc mà người dân Việt Nam cũng như là họ rất là khó chứng minh được với nhau về những cái vấn đề về thống nhất về cách hiểu luật. Và tôi vẫn khẳng định rằng là họ đưa ra những cái luật như vậy thì nó đã không còn, thực sự không còn phù hợp với những cái điều kiện thực tiễn cuộc sống nữa. Và tôi cũng chỉ luôn trong tất cả các cái biên bản làm việc đối với tôi rằng là những cái nghị định các anh đang áp dụng với chúng tôi đang là cản trở các cái quyền tự do ngôn luận và cái quyền tự do thông tin của công dân chúng tôi. Và tôi đề nghị là sớm phải bãi bỏ, và nếu chưa sớm bãi bỏ thì yêu cầu các anh phải có nhiệm vụ đề xuất để Quốc hội phải sớm bãi bỏ những cái văn bản này. Vậy thì trong quá trình những ngày anh thâm nhập vào cái khu vực miền Trung, vào khu vực ở miền Trung và trong cái thảm họa môi trường đấy, thì ông cái điều mà anh thấy rõ nét nhất ở đó là cái gì? Tôi chỉ thấy điều mà nó làm cho tôi xúc động, trăn trở, và tôi thấy rằng là tôi không thể chậm trễ hơn nữa trong việc đưa cái clip đó lên. Đó chính là cái đời sống điêu đứng của người dân. Anh biết rằng là một tháng qua họ đã phải treo thuyền ở trên bờ, người dân không có được một cái đời sống đảm bảo. Trong clip của tôi anh cũng nhìn thấy hình ảnh của một đứa trẻ nó ra đón bố mẹ, nó đi qua một đêm. Hai vợ chồng chỉ bắt được nèo tèo có vài con cá. Và cá đấy thì như anh cũng biết rồi, hiện nay nếu như anh vào thì đã thực sự là không còn bán được cho ai. Cứ nói rằng là không biết là có độc hay không độc, nhưng mà rõ ràng là nó đang tồn tại một cái dư luận ở miền Trung, đó là miền Trung đang bị nhiễm độc, không ai dám ăn cá. Thế thì tại sao với chức năng của nhà nước không thể làm được cái việc này tốt hơn nữa, và không phải là kịp thời? Tôi cho rằng là nếu như đúng mức ra thảm họa đã xảy ra rồi thì cũng không thể lấy lại được, nhưng chỉ cần 4 ngày là phải có phản ứng. Nhưng ở đây tới 1 tháng thì tôi cho rằng là đấy là một sự quá chậm trễ. Vậy thì trong quá trình làm việc họ có giải thích cho ông rằng là nói lên sự thật có nghĩa là nói xấu, là bêu xấu? Trong một quá trình giam giữ thì có những cái hành động khiếm nhã nào hoặc là cái gì nó bất chấp pháp luật từ những cái cơ quan công quyền hoặc là những cá nhân cơ quan công quyền, xin ông cho biết. Thưa anh, 21 giờ đêm ngày 28 thì họ bắt tôi, và đến nó khoảng tầm 3-4 giờ sáng ngày 29 thì có thêm 3 nhân viên công vụ từ Hà Nội vào. Tôi cảm thấy một điều danh dự và nhân phẩm của tôi bị chà đạp rất là ghê gớm khi mà họ yêu cầu tôi cởi bỏ hết quần áo ra. Và ở đó thì thực sự là họ đã dùng vũ lực để đánh đập tôi. Tuy nhiên thì tôi đã nói với họ rằng là tôi không đi quá sâu vào, tôi vẫn còn nhớ đinh ninh những nhân viên công vụ nào đánh tôi, nhưng mà cũng xin phép là bởi vì tôi giữ lời hứa với họ đó là họ đã có lời nói với tôi là không muốn công bố tên họ, nên tôi cũng tạm thời là không công bố tên họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái hành vi đó là hành vi thực sự không thể nào chấp nhận được.
ông bằng thể xác và bằng các cái hành động nhục mạ với nhân phẩm con người đó ạ. Tôi đã phải đứng trước họ không có một mảnh quần áo nào. Xong sau đó thì đã bị họ đánh đập. Và tiếp theo là ngày 30 và ngày mùng 1 tại cơ quan công an thị xã Hồng Lĩnh, tôi vẫn còn tiếp tục bị đánh, không phải là những nhân viên đến từ Hà Nội mà đó là những nhân viên ở công vụ ở Hà Tĩnh. Tôi vẫn sẽ mãi mãi trong đời tôi sẽ nhớ tên của cái nhân viên này, nhưng mà tôi cũng không tôi thấy rằng là tôi cũng sự bao dung để không phải nhắc tên họ ra đây. Vậy thì ông có nhắn nhủ gì với những nhân viên an ninh đó và cả hệ thống an ninh công an của tỉnh Hà Tĩnh, một cái tỉnh mà hiện nay đang còn chứa chấp một cái mối nguy hiểm là Formosa không thưa ông? Ngay từ trong những cái buổi làm việc đó tôi nói rằng là tôi rất cảm thấy là thất vọng về cách làm việc của các anh, bởi vì nếu cứ cho là chúng tôi sai đi thì các anh là những nhân viên công vụ cũng không được phép dùng hành động vũ lực để đánh chúng tôi, và đó là một hành động pháp luật không bao giờ cho phép các anh chỉ có dùng lý luận, các anh chỉ có dùng chính pháp luật để giải quyết một câu chuyện pháp luật của chúng tôi, còn vũ lực đó chỉ là thể hiện ý chí cá nhân của các anh. Và tôi nói rằng còn nếu như các anh thích muốn đánh tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết để cho các anh đánh, và họ đã dừng tay. Cuối cùng trước khi anh ra khỏi cái nơi tạm giữ của công an thì cái điều mà anh nhận được là cái quyết định vi phạm hành chính và cái quyết định tịch thu tăng vật. Vậy thì những cái này đã có ai giám định là nó là tăng vật của một vụ án nào hay chưa, hoặc là một cái cơ sở pháp luật nào để người ta giữ cái quyết định như thế này không? Chả là máy tính, MacBook, rồi là những cái thứ mà nó có thể là liên quan đến cái gọi là tài sản cá nhân. Mà trong khi đó thì người bắt anh ấy là công an tỉnh Hà Tĩnh, mà trong khi ra quyết định xử phạt này lại là công an tỉnh Hà Nam. Vậy thì theo là một cái là người đã học về luật thì anh nghĩ như thế nào về những cái quyết định như thế này? Tôi cho đây là một câu chuyện pháp lý nó rất là hay, và nếu như một nhà nước thực sự cầu thị thì hãy cùng tranh luận với tôi và tất cả mọi người, tất cả chúng ta. Bởi vì là ngay khi bắt giữ tôi vào lúc 21 giờ đêm ngày 28 tháng 4 năm 2016 ấy, thì các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành thu giữ đồ đạc của tôi, bao gồm là một máy tính và hai điện thoại, nhưng mà họ đã không niêm phong cho tới tận 21 giờ đến 23 giờ đêm ngày 29 tháng 4 năm 2016 thì họ tiến hành yêu cầu tôi là mở và password của máy tính ra và để họ khai thác các tài liệu bên trong đó, và tôi từ chối không cung cấp. Và tôi bây giờ thì tôi phản đối ngay rằng là tôi đang tiếp xúc với những cái tài sản của tôi, đúng là tài sản của tôi thật, nhưng nó đã không được thu giữ theo đúng trình tự pháp lý. Do đó thì sau đó thì họ đã tiến hành can thiệp kỹ thuật vào để họ lấy ra những cái tài liệu. Tôi vẫn thừa nhận là các cái tài liệu đó các anh đã lấy trong máy của tôi, nhưng nó không đủ cơ sở pháp lý bởi vì nó đã không được thu giữ theo đúng trình tự pháp luật quy định, và tôi không thừa nhận đó là những cái bằng chứng, những chứng cứ mà như pháp luật quy định để được sử dụng giải quyết trong một vụ án hoặc là một vụ việc. Nhưng mà rất tiếc là họ vẫn cố gắng, là họ nói rằng là họ đang làm đúng luật, họ vẫn cứ tiến hành xử phạt tôi. Và điều này thì tôi cũng rất là lấy làm tiếc, đó là trong một cái trạng thái mà quyền lực mang tính chất tha hóa và mang tính chất là áp đặt như thế này, việc giải quyết cũng là họ và việc thanh tra giải quyết cũng lại là họ, thì tôi không kỳ vọng giải quyết được một điều gì nữa. Nên tôi nói rằng là vậy thì các anh cứ tiến hành xử phạt những gì mà các anh cảm thấy là pháp luật cho phép của anh và lương tâm của anh không cắn rứt. Còn cá nhân tôi, dù trước sau tôi vẫn khẳng định là những việc làm của tôi là tốt đẹp, những việc làm của tôi là giúp cho chính luật pháp của anh phải thích nghi hơn với cuộc sống, nên tôi bảo lưu ý kiến. Còn việc xử phạt tôi như thế nào, hồi sau chúng ta sẽ lại tiếp tục giải quyết câu chuyện. Như vậy là qua mấy ngày bị tạm giữ và qua những cách hành xử của hệ thống công an của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, thì ông nghĩ gì về câu nói rằng là đối với hệ thống pháp luật hiện nay thì miệng công an là luật và luật là miệng công an, thì ông nghĩ như thế nào, điều đó đúng hay sai? Nếu như trước kia tôi còn có thể nghi ngờ thì sau đây, sau cái buổi làm việc với công an của hai tỉnh, tỉnh Hà Nam và tỉnh Hà Tĩnh, thì đúng là những cái điều tôi cảm thấy buồn và phải thừa nhận nó là đúng thật. Bởi vì là họ dùng rất là nhiều những cái biện pháp và luôn luôn muốn là dụ dỗ, mua chuộc, rồi hăm dọa, rồi làm đủ mọi thứ để đạt được theo cái mục tiêu của họ. Có những điều họ nói rất là ngon ngọt, trơn tru. Tại như cơ quan công an tỉnh Hà Nam, họ tỏ ra đón tiếp tôi một cách hết sức là bình thường để cố gắng đạt được mục tiêu của họ. Nhưng mà chỉ đến phút chót khi mà họ trao trả tôi tại trước cổng Bộ Công an tại đường Phạm Văn Đồng, khi mà họ đã còn không dám trao trả lại cho tôi một cái điện thoại sử dụng của tôi vì không đủ bằng chứng để thu giữ, thì tôi cũng thấy là một điều hết sức thất vọng. Và trước ống kính của anh thì tôi cũng nói luôn là cái người mà đã không trao trả, người đã thu tạm giữ đồ vật của
tôi và xong sau đó không trao trả lại cho tôi đầy đủ mà để cho tôi công phục khẩu phục gọi tên chính là anh đại úy và tên là anh Công ở đội 5 PA88 công an tỉnh Hà Nam. Tôi không đủ bằng chứng để kết tội anh ấy khi mà hoặc là để giải quyết câu chuyện pháp lý này đối với anh ấy, bởi vì anh ấy đã cố gắng đóng cửa và cao chạy xa bay rồi, trở về rồi, và tôi bây giờ cũng chỉ đang nói chuyện với ông Kính này. Nhưng mà tôi lại một lần nữa thông qua ống kính của anh, tôi muốn rằng là nếu như anh Công có nghe được những cái điều để tôi nói thì chúng ta không cần phải tranh cãi với nhau về pháp lý đâu, và các anh hãy ngước lên nhìn lên những cái đấng niềm tin và hãy hiểu xem là mình đã có làm việc ấy hay không. Và tôi hy vọng là con cháu anh không phải chịu những cái hậu quả mà anh đã làm những cái việc này đối với tôi, bởi vì ít nhất anh còn từng biết đọc những bài thơ Xuân Quỳnh trong hai đêm nằm ngủ để canh giữ tôi. Tôi nghĩ là phải nói là tuyệt vời cho những cái phẩm chất của người cộng sản, đó là cái gì cũng có được. Thưa ông, rất là cảm ơn ông. Trước hết là chúng tôi rất là cảm ơn về cuộc phỏng vấn này, và thứ hai là cả chúc mừng ông đã ra khỏi một cái nơi mà người ta nghĩ rằng đó là cạm bẫy, nó là sự nguy hiểm, nó là cái sự chết chóc cũng như là có thể thương tật bất cứ lúc nào bằng một cái hình thức là tự tử hoặc hình thức là có thể là treo cổ bằng cái dây buộc giày hoặc là một cái gì đó. Là ít nhất là ông trở về được cơ thể còn lành lặn, dù có sụt mấy kg hoặc là có thể mất sức khỏe là nhiều, thì điều đó cũng không phải là cái điều đáng mà ở người ngoài ta quan ngại. Thì trước hết là chúc mừng và hy vọng rằng là mọi sự thật sẽ được sáng tỏ, còn chúc vững ý chí trong con đường mà mình đã chọn. Cảm ơn anh và tất cả mọi người đã quan tâm tới tôi. Tôi cùng với con đường Việt Nam và tất cả thành viên trong gia đình của tôi thì một lần nữa xin được cảm ơn. Và đúng như anh nói, một cái điều đó là sự chết chóc. Nếu như trước kia tôi không hiểu được tất cả những cái điều mọi người tại sao đi qua đồn họ có thể là bỗng dưng mà treo cổ tự tử hoặc là bỗng dưng có một cái chết. Đối với tôi, trong suy nghĩ của tôi lúc này đó gì, đó là một cái ý nghĩ ngập tràn về muốn chạy trốn khỏi với những người cộng sản. Thưa anh, thực sự là một ý nghĩ như thế, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy là nhường ý chí. Thôi hãy chúc mừng những người cộng sản đang giữ được đất nước theo những cái gì họ mong muốn. Tôi đã quá đủ, quá hiểu về họ qua những 6 ngày vừa làm việc với họ rồi.